Cái sản phẩm hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến mọi người nó có mã là H8. Chiếc Ruzu H8 này thì là một chiếc máy nghe nhạc có cái phân khúc giá nó cao hơn đáng kể so với lại những cái sản phẩm trước đây của hãng. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra xem là bên trong sẽ gồm những gì, và ở đây nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy nghe nhạc nó rất là nhỏ gọn thôi đúng không ạ? Đây mình có thể cầm lọt thỏm trong lòng bàn tay này, và cái thiết kế của nó thì rất là giống những cái smartphone bây giờ. Đó cũng kiểu hai mặt kính rồi khung kim loại rất là thời thượng. Đây chúng ta sẽ có là một cái cổng sạc USB Type-C. Nhưng mà thôi, tạm thời chúng ta sẽ xem bên trong hộp thì nhà sản xuất sẽ trang bị những cái phụ kiện đi kèm gì nhé. Đó, đây, rất là đơn giản thôi, cáp USB Type-C này để sạc cũng như là truyền dữ liệu. Tai nghe đi kèm này thì nó kiểu chống cháy thôi, mọi người vẫn nên mua một cái tai nghe khác tốt hơn. Một cái ốp silicone có cái phủ nhám ở phần mặt lưng đây, nó sẽ giúp chúng ta cầm nắm tốt hơn. Mình đánh giá rất là cao cái silicone này nhé, không phải là bây giờ, không phải là hãng điện thoại bảo vệ môi trường, thích bảo vệ môi trường nào nó trang bị cho chúng ta cái phụ kiện như vậy. Rồi đến nhân vật chính của chúng ta, chiếc Ruzu H8 nào, mọi người thấy sao ạ? Đó, như mình vừa nói, chiếc máy nghe nhạc này nó có một thiết kế ra khá là giống những cái smartphone bây giờ. Đây mình sẽ bóc siêu màn hình ra nhé. Wow, tuyệt vời. Đây chúng ta sẽ có là USB Type-C này, hai cái loa ngoài cũng như là cái mic để thu âm. Thì đây mình sẽ zoom lại một chút để cho mọi người dễ nhìn hơn. Thì đó, cái phần loa ngoài cũng như là mic thì hãng họ thiết kế nó rất là giống nhau, để mục đích là cho nó tương xứng thôi, chứ còn thực ra loa chỉ có một bên thôi nhé. Bên trên chúng ta sẽ có jack tai nghe này, tai nghe jack này là 3.5, và có cái phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nguồn, logo Ruzu này. Mình ước là hãng họ làm cái logo này nhìn nó hiện đại và nó đẹp hơn. Cái logo này thì thực sự là nó hơi bị chán. Ok, bây giờ thì đến cái cạnh hông chúng ta sẽ có là một cái khe cắm thẻ nhớ, và khe cắm này nó sẽ hỗ trợ được tối đa chúng ta là 128 GB, thoải mái, mọi người cóp nhạc nhé. Rồi mình sẽ bật nguồn lên. Đấy, đó là cái logo này nhìn nó khá là xấu, nhưng thôi không sao, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta đâu. Vì là mặt kính là sẽ bám hơi nhiều mồ hôi, mọi người thông cảm giúp mình nhé. Quá trình khởi động thì mình nghĩ là sẽ mất khoảng từ 10 cho đến 15 giây. Nó cũng khá là giống những cái mẫu smartphone đã Android khởi động lên rồi. Chiếc máy này nó sử dụng hệ điều hành Android, và cái phiên bản cụ thể thì đây mình sẽ cho mọi người xem luôn. Đây giới thiệu về điện thoại này. Phiên bản chúng ta sẽ là Android 5.1 nha mọi người. Một cái hệ điều hành Android nó cũng khá là cũ rồi, ra mắt từ những năm 2014 2015 cơ. Nhưng mà mình nghĩ là với cái một chiếc máy nghe nhạc thì nó cũng khá là ok, không có vấn đề gì lắm. Bởi vì là chúng ta sẽ chỉ có là xem video, lướt web hay là chơi nhạc mà thôi, cũng không làm cái gì đó quá nặng nề. Và cái cảm ứng của cái chiếc máy nghe nhạc này thì mình thấy là sử dụng thao tác rất là mượt mà. Đó, mọi người có thể thấy nó cũng rất là giống trải nghiệm trên những cái mẫu smartphone tầm trung bây giờ đấy, không phải là thua kém nhiều đâu. Đây chúng ta sẽ có kho ứng dụng CF Play để chúng ta có thể thoải mái tải những cái ứng dụng nghe nhạc rồi chơi game, thậm chí là có thể chơi một số game nhẹ nhàng như kiểu là Subway Surfer hay là những cái game mà kiểu xếp kim cương các thứ ấy thì chơi ok, rất là ngon lành. Mấy game nặng nặng một chút thì thôi, bởi vì cái CPU của con máy này nó không được khỏe, nó không được cao, hiệu năng cao như là những cái chiếc smartphone tầm trung bây giờ đâu. Và nói một chút qua về cái chức năng chính nhất của cái chiếc máy này vẫn là cái khả năng chơi nhạc. Thì mình có một số các cái file nhạc chất lượng cao với cái định dạng là FLAC, FLAC cũng như là WAV vào đây. Thì với cái chuẩn là 24 bit 196 kHz, có nghĩa là ngang với chuẩn Hi-Res Audio, thì mình thấy là cái chiếc máy nghe nhạc này cái chất âm của nó khá là trong và độ chi tiết rất là tốt. Nó đánh bại hoàn toàn những cái mẫu smartphone giá rẻ bây giờ nhá, những cái mẫu smartphone mà từ 5 triệu đổ lại ấy, thì không có cửa để nghe nhạc, mà thậm chí là cao hơn đi chăng nữa thì mình vẫn thấy chiếc máy nghe nhạc này nghe nó hay hơn, nó nhỉnh hơn. Chỉ ở một số cái mẫu smartphone mà được trang bị chip DAC như là chiếc LG, những chiếc LG dòng V chẳng hạn, thì mình thấy là những cái chiếc máy nghe nhạc, mình xin lỗi, những cái smartphone đó thì cái chất âm của nó sẽ có cái độ chi tiết cũng như là cái độ trong nó nhỉnh hơn chiếc máy nghe nhạc này. Bù lại thì cái âm trầm của chiếc Ruzu H8 này nó được nhấn nhá đôi chút để nó mang lại cái sự sôi động, nó mang lại cái sự ấm áp cho chất âm tổng thể. Đấy thì mọi người nghe những cái thể loại nhạc nó sôi động một chút thì nó sẽ tuyệt vời hơn.
Và cái thời lượng pin của chiếc máy nghe nhạc này cũng rất là ổn nha mọi người. Mình trải nghiệm thực tế cá nhân thì thấy là nó có thể trụ vững trong khoảng từ 6 đến 7 tiếng on screen liên tục. Đó. Bởi vì thực ra cái máy này nó cũng không phải là cấu hình nó quá cao, và chúng ta cũng chỉ sử dụng với mục đích sử dụng với cái nhu cầu cơ bản, cho nên là cái thời lượng pin như vậy thì theo mình đánh giá là nó cũng khá là ổn rồi. Không có gì phải chê trách cả. Chúng ta vẫn có Bluetooth, Wi-Fi rồi các cái chức năng cơ bản của một cái smartphone Android đó. Và mọi người thấy sao về chiếc máy nghe nhạc này? Đó, thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Cá nhân mình thì mình thấy khá là thích rồi đấy, bởi vì là nó đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu của mình. Hiện tại thì đang có muốn có một cái máy nghe nhạc nó nhỏ gọn để mình có thể sử dụng nhu cầu hàng ngày, mình đi chạy bộ hay là đi tập thể dục các thứ thì mình có thể sử dụng cái này để pair với một cái chiếc tai nghe True Wireless đấy, thì khi mà mở lên thao tác chuyển bài qua lại ấy, nó rất là tiện đấy, bởi vì mình bấm cảm ứng thì nó rất là giống trên chiếc máy Android rồi. Đó, so với lại những cái sản phẩm mà sử dụng phím bấm hay là cái phím cảm ứng ấy, thì thực sự là nó cũng hơi khó thao tác và cái giao diện của nó không được trực quan cho lắm, thì đây là một cái lựa chọn thay thế khá là tốt trong cái tầm giá 2 triệu nha mọi người. Và một cái điều mà mình cũng nghĩ là một cái ưu điểm so với chúng ta sử dụng smartphone đấy là chúng ta sẽ không bị làm phiền mỗi khi mà có cuộc gọi đến đó, bởi vì cái chiếc máy nghe nhạc này thì nó chỉ sử dụng nghe nhạc thôi, nó không có chụp ảnh hay là không có smartphone hay là không có cái gắn sim để chúng ta nghe gọi được, cho nên là chúng ta cũng sẽ không bị làm phiền khi mà đang nghe nhạc. Rồi mình xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.